quý vị, sau gần 30 năm kể từ liên hoan phim lần thứ 8 năm 1988, năm nay thành phố Đà Nẵng mới lại được đăng cai tổ chức liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Với nhiều đổi mới, liên hoan phim năm nay đã thu hút 77 tác phẩm tham gia. Đặc biệt, chuỗi sự kiện liên hoan phim năm nay được tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đầu tư dàn dựng công phu từ sân khấu đến nội dung tiết mục nhằm chào đón những khách mời là các lãnh đạo nhà nước và đại biểu quốc tế cùng tham dự. Trở lại Đà Nẵng sau 29 năm, liên hoan phim lần thứ 20 được đầu tư công phu. Ngoài những giải thưởng như thường lệ, liên hoan sẽ tuyển chọn 20 phim truyện xuất sắc qua các kỳ tổ chức. Đêm khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24 tháng 11, truyền hình trực tiếp trên VTV2. Đêm bế mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28 tháng 11, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Mời quý vị đón theo dõi. Hai thành phố sách đầu tiên vừa được công ty Văn hóa Phương Nam xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh với diện tích mỗi nơi hơn 3.000 m², trưng bày 1 triệu bản sách đủ các thể loại trong và ngoài nước. Thành phố sách ở The Garden Mall quận 5 mang chủ đề Rừng sách nhiệt đới sẽ khai mạc từ ngày 1 tháng 12, còn thành phố sách tại Vạn Hạnh Mall quận 10 mang chủ đề Gốc châu Âu giữa lòng thành phố sẽ hoạt động vào đầu năm 2018. Không ồn ào, phô trương, chương trình Du ca mùa thu vẫn thu hút đông đảo khán giả thưởng thức tại phố đi bộ Hồ Gươm. Với tên gọi Du ca khúc hát mùa thu, các thành viên Songs Art Club đã mang đến những giai điệu trẻ trung lãng mạn về mùa thu Hà Nội bằng hình thức du ca, tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đường phố sống động, tạo cái nhìn thiện cảm cho người dân và du khách. Chương trình âm nhạc sinh viên Tuổi xanh tôi hát vừa diễn ra sôi nổi tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sân chơi quy mô cho các câu lạc bộ đội nhóm từ nhiều trường đại học trong thành phố. Đặc biệt, ca sĩ Thái Trinh đã cháy hết mình trong sự cổ vũ cuồng nhiệt, thể hiện các ca khúc tự sáng tác và còn hát vọng cổ theo yêu cầu của các bạn sinh viên.